Sáng ngày 30 tháng 8, nhân dịp lễ Vu Lan, Chi hội Phụ nữ khu dân cư 20 cùng Ban điều hành tổ dân phố 82 thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cùng với các mạnh thường quân tổ chức chương trình phiên chợ nghĩa tình để trao những suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn dưới khu vực sân chung cư Phước Lý. Là lần đầu tiên tổ chức, chương trình phiên chợ nghĩa tình mang đến 73 suất quà với các mặt hàng nhu yếu phẩm gồm có gạo, mì tôm, trứng, dầu ăn, rau củ quả các loại. Những người được nhận phiếu mua hàng là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, già yếu trong khu vực tổ dân cư 20. Khi đến nhận quà, người nhận sẽ được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn. Cùng lúc đó, các cô chú trong chi hội phụ nữ khu dân cư 20 sẽ lấy các món nhu yếu phẩm bỏ vào bao bóng, trao tận tay người nhận. Nhờ vào những suất quà miễn phí với các mặt hàng cần thiết, nhiều người đã bớt đi được một phần chi phí phải lo toan cho bữa ăn hàng ngày. Bữa nay có cũng cảm xúc là rất là vui với lại rất là sự cũng có cái đoàn sẽ để về đây để giúp đỡ cho bà con. Để chuẩn bị cho phiên chợ, các thành viên trong chi hội phụ nữ khu dân cư 20 cùng ban điều hành tổ dân phố 82 đã kêu gọi sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân và tự tay lên chương trình chuẩn bị các phần quà chu đáo gửi đến những bà con khó khăn, khuyết tật, đơn thân, lớn tuổi gồm 73 suất quà. Trong cái phần quà đó gồm có một phần gạo, trứng, dầu ăn, mì gói, rau củ quả các loại. Đây là chương trình đầu tiên của khu dân cư 20 tổ chức cái lần đầu tiên này, nhưng cũng mong muốn sau cái đà này cũng sẽ tiếp tục tổ chức thường xuyên hơn. Mô hình phiên chợ nghĩa tình trong khu dân cư 20 là một hoạt động điển hình cho việc chung tay góp sức của xã hội, tăng cường nguồn lực chăm lo đến các hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy lòng nhân ái, sẻ chia giữa người với người.